Xin chào quý vị đang đến với chương trình Tinh Sáng. Mình chúc quý vị một tuần mới thực tràn đầy năng lượng và phấn khởi để bắt đầu một tuần làm việc, học tập hiệu quả và năng suất. Và ngay bây giờ sẽ là phần nội dung chi tiết. Mở đầu là phần tin thế giới. Theo New York Times, những hình ảnh vệ tinh đang cho thấy diễn biến xây dựng của một kho đạn dược ở Belarus đang diễn ra và khả năng cao Nga có thể đang chuẩn bị cất giữ đầu đạn hạt nhân ở đó. Các biện pháp an ninh nâng cao bao gồm hệ thống phòng không mới, trạm kiểm soát an ninh và hàng rào 3 lớp xung quanh hầm trú ẩn, cho thấy các cơ sở này rất giống với những kho chứa hạt nhân được xây dựng ở Nga. Phân tích hình ảnh vệ tinh cho thấy việc xây dựng bắt đầu vào tháng 3 năm 2023 gần Asipovichi, cách Ukraine khoảng 118 dặm. Địa điểm này có những đặc điểm tương tự như các căn cứ lưu trữ hạt nhân của Nga, chẳng hạn như khu vực tải hàng có mái che được liên kết với một hầm ngầm được giấu kín. Hans Christensen từ Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ lưu ý rằng, mặc dù những diễn biến này nhằm đe dọa các thành viên phía đông của NATO, nhưng chúng không nâng cao đáng kể vị thế quân sự của Nga. Tuy nhiên, sự mơ hồ xung quanh định nghĩa về vũ khí hạt nhân chiến thuật được Nga định nghĩa là có tầm bắn lên tới 870 dặm, càng làm tăng thêm tính bí mật của chương trình. Mặc dù không có báo cáo xác nhận nào về việc đầu đạn hạt nhân được chuyển đến Asipovichi, nhưng sự hiện diện của tên lửa Iskander có khả năng mang đầu đạn hạt nhân trong cùng thị trấn đã làm dấy lên nhiều lo ngại. Tuyên bố của Nga và Belarus liên quan đến cuộc tập trận vũ khí hạt nhân đã làm gia tăng căng thẳng và khiến Mỹ và NATO chỉ trích, cáo buộc Nga sử dụng chiến thuật thời chiến tranh lạnh. Bộ trưởng Ngoại giao Anh David Cameron mới đây lập luận rằng việc ngừng xuất khẩu vũ khí sang Israel không phải là một con đường khôn ngoan, nhưng đồng thời cũng cho rằng sẽ là sai lầm nếu Israel tiến hành một cuộc xâm lược toàn diện vào Rafah mà không có kế hoạch bảo vệ người dân. Đảng Bảo thủ Anh đang thúc giục chính phủ ra tuyên bố cấm vận vũ khí ngay lập tức đối với Israel, nhưng ông Cameron cho rằng điều đó chỉ củng cố thêm cho Hamas. Ông nói, chế độ xuất khẩu vũ khí của Vương quốc Anh sẽ ngăn chặn việc cung cấp vũ khí cho Israel nếu có nguy cơ rõ ràng rằng các mặt hàng này có thể được sử dụng để thực hiện hoặc tạo điều kiện cho hành vi vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo quốc tế. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vào hôm thứ Sáu cho biết đã có bằng chứng hợp lý cho thấy Israel đã vi phạm luật pháp quốc tế trong việc bảo vệ dân thường. Ông Cameron cũng cho biết ông luôn thúc đẩy chính phủ Israel thỏa thuận con tin và tạm dừng cuộc giao tranh để tìm kiếm một lệnh ngừng bắn bền vững. Ông Cameron cũng bình luận việc đưa quân Anh đến Gaza như một phần trong nỗ lực quốc tế nhằm cung cấp viện trợ sẽ là một rủi ro mà chúng ta không nên chấp nhận. Ông cũng cho biết Vương quốc Anh sẽ không tiếp tục tài trợ cho cơ quan cứu trợ UNRWA của Liên Hiệp Quốc trước khi các cuộc điều tra hoàn tất về việc liệu các nhân viên của cơ quan này có thông đồng với Hamas hay không. Chuyển sang một thông tin tiếp. Nếu như Trung Quốc có ngoại giao gấu trúc, Úc diễu hành gấu túi tại các hội nghị thượng đỉnh toàn cầu, thì giờ đây Malaysia cũng có kế hoạch tham gia xu hướng này bằng cách tặng những đại sứ đáng yêu là những chú đười ươi cho các quốc gia mua dầu cọ của họ. Tuy nhiên, ý tưởng này đã vấp phải sự chỉ trích nặng nề từ các nhà bảo tồn và họ cảnh báo rằng dầu cọ là một trong những yếu tố lớn nhất đằng sau sự suy giảm số lượng của loài vượn lớn. Là loại dầu thực vật được tiêu thụ rộng rãi nhất trên thế giới, dầu cọ được sử dụng trong mọi thứ, từ dầu gội, xà phòng đến kem. Việc dọn đất để trồng các đồn điền dầu cọ là nguyên nhân chính dẫn đến nạn phá rừng, mối đe dọa lớn nhất đối với sự sống còn của loài đười ươi cực kỳ nguy cấp. Malaysia là nước xuất khẩu dầu cọ lớn thứ hai thế giới sau Indonesia. Sản xuất rất quan trọng đối với nền kinh tế nước này và các quan chức chính phủ đã nỗ lực rất nhiều trong những năm gần đây để bảo vệ và đổi mới thương hiệu của ngành dầu cọ bằng cách đưa ra các sáng kiến hỗ trợ bền vững, chẳng hạn như cải thiện các hoạt động nông nghiệp và cấp giấy chứng nhận xanh được chính phủ chính thực cho các công ty đáp ứng các tiêu chuẩn bền vững. Tại hội nghị thượng đỉnh về đa dạng sinh học bên ngoài thủ đô Kuala Lumpur trong tuần qua, Bộ trưởng Trồng trọt và Hàng hóa Malaysia đã công bố kế hoạch ngoại giao đười ươi. Ông hy vọng bắt chước chính sách ngoại giao gấu trúc của Trung Quốc, trong đó Bắc Kinh phát huy quyền lực mềm bằng cách cho các vườn thú ở nước ngoài mượn loài động vật quốc gia yêu quý của mình. Chính phủ Malaysia hy vọng sẽ tặng đười ươi cho một số đối tác thương mại lớn nhất của mình. Bộ trưởng Johari Abdul Ghani cho biết những đối tác này ngày càng lo ngại về tác động của hàng hóa nông nghiệp đối với khí hậu, và đó là một chiến lược ngoại giao có lợi cho các đối tác thương mại và quan hệ đối ngoại, đặc biệt là ở các nước nhập khẩu lớn như EU, Ấn Độ và Trung Quốc. Ông Ghani không cung cấp thêm thông tin chi tiết như mốc thời gian hoặc cách thức thu giữ các loài động vật này, nhưng hoan nghênh những gã khổng lồ dầu cọ
hợp tác với các nhóm môi trường địa phương trong việc chăm sóc loài vượn khổng lồ đang có nguy cơ tuyệt chủng. Ông nói, đây sẽ là biểu hiện cho cách Malaysia bảo tồn các loài động vật hoang dã và duy trì tính bền vững của các khu rừng, đặc biệt là trong ngành trồng trọt dầu cọ. Thông báo này đã thu hút phản ứng dữ dội từ các nhà bảo tồn. Ông Stuart Beam, Chủ tịch Bộ phận Sinh thái Bảo tồn tại Đại học Duke, nói với CNN rằng thật là ghê tởm và cực kỳ đạo đức giả khi phá hủy các khu rừng nhiệt đới nơi đười ươi sinh sống, rồi mang chúng đi và tặng chúng để lấy lòng các quốc gia khác. Việc này hoàn toàn đi ngược lại cách mà chúng ta nên bảo vệ động vật và hành tinh của chúng ta. Ông Pim nói tiếp, có sự khác biệt rất lớn giữa những gì Malaysia đề xuất và những gì Trung Quốc đã làm đối với gấu trúc. Trung Quốc có cơ sở vật chất hiện đại dành cho gấu trúc và quan trọng hơn là đã thành lập các khu bảo tồn để bảo vệ quần thể gấu trúc hoang dã. Những gì chính phủ Malaysia đang đề xuất khó có thể so sánh được. Các nhóm môi trường và bảo tồn cũng phản đối mạnh mẽ ý tưởng này, kêu gọi các quan chức Malaysia thay vào đó hãy nỗ lực đảo ngược tỷ lệ phá rừng mà họ đổ lỗi phần lớn cho dầu cọ. Theo báo cáo năm 2022 của Quỹ Động vật Hoang dã Thế giới, từ năm 2001 đến năm 2019, Malaysia đã mất hơn 8 triệu hecta diện tích cây che phủ, một khu vực rộng gần bằng Nam Carolina, vì các hoạt động trồng dầu cọ và khai thác gỗ không bền vững. Theo báo cáo năm 2023 của Cơ quan Giám sát Khí hậu Rimbawatch, hơn 2,3 triệu hecta rừng ở Malaysia đã được dành để sản xuất dầu cọ. Heng Kia Chun, chiến lược gia chiến dịch khu vực của Greenpeace Đông Nam Á, nói với CNN, ngoại giao đời ơi sẽ không giải quyết được khủng hoảng phá rừng ở Malaysia. Nếu chính phủ Malaysia thực sự cam kết bảo tồn đa dạng sinh học, thì thay vào đó họ nên thực hiện các chính sách chống phá rừng. Báo Telegraph đưa tin mới đây, Nga đã tìm thấy trữ lượng dầu khí khổng lồ ở Nam Cực, phần lớn nằm trong khu vực mà Anh tuyên bố chủ quyền. Theo bằng chứng được đưa ra cho Ủy ban Kiểm toán Môi trường Commons EAC vào tuần trước, khu vực này có trữ lượng dầu khoảng 511 tỷ thùng, gấp 10 lần toàn bộ sản lượng trong 50 năm của Biển Bắc. Các tàu nghiên cứu của Nga đã báo cáo cho Moscow vấn đề này. Phát hiện này là kết quả của một loạt các cuộc khảo sát của tàu Alexander Kabinsky do cơ quan Rosgeo của Nga chịu trách nhiệm trong việc tìm kiếm trữ lượng khoáng sản phục vụ cho nền kinh tế. Nam Cực được bảo vệ bởi Hiệp ước Nam Cực năm 1959, cấm mọi hoạt động phát triển khoáng sản hoặc dầu mỏ. Các lợi ích của Vương quốc Anh được Bộ Ngoại giao giám sát, nhưng nước này đã bị cáo buộc phớt lờ cuộc khủng hoảng đang nổi lên. Bộ trưởng David Ridley tuần trước nói với EAC rằng bộ của ông đã quyết định tin tưởng vào sự đảm bảo của Nga rằng họ chỉ tiến hành nghiên cứu khoa học. Đồng thời nói thêm, Nga gần đây đã tái khẳng định cam kết của mình đối với các yếu tố chính của hiệp ước. Tuy nhiên, các chuyên gia trong khu vực không đồng ý, cảnh báo rằng việc đặt niềm tin vào Nga để tuân thủ các nghĩa vụ của mình là một điều ngây thơ. Điển hình là việc nước này đã tiến đánh Ukraine. Ông Klaus Dodds, giáo sư địa chính trị tại Đại học Royal Holloway, chuyên gia về Nam Cực cho biết, Hiệp ước Nam Cực đang phải đối mặt với những thách thức mới, đặc biệt là từ Nga và Trung Quốc. Những vấn đề như vậy có thể sẽ trở nên căng thẳng hơn ở Ấn Độ vào cuối tháng này tại cuộc họp thường niên dành cho các bên ký kết Hiệp ước Nam Cực, nơi Nga sẽ bị thách thức về kế hoạch khai thác nhiên liệu hóa thạch. Lãnh thổ Nam Cực thuộc Anh là lãnh thổ lớn nhất trong số 14 lãnh thổ hải ngoại của Vương quốc Anh, với 99% được bao phủ trong băng. Nó trải dài về phía Tây Bắc từ Nam Cực, ôm lấy bán đảo Nam Cực và biển Weddell, hiện có khả năng chứa một trữ lượng dầu khí khổng lồ. Các chuyên gia khác cảnh báo rằng xung đột ở Ukraine và sự cạnh tranh giữa Trung Quốc và Mỹ là mối đe dọa lớn nhất đối với tương lai của Nam Cực. Giáo sư Alan Hemmings, chỉ huy trạm khảo sát Nam Cực trong cuộc chiến Falklands năm 1982 giữa Argentina và Anh cho biết, căng thẳng gia tăng có thể phá hủy hiệp ước bảo vệ lục địa băng giá này khỏi sự phát triển. Ông nói, khai thác khoáng sản chính xác là trọng tâm hoạt động của Nga hiện nay. Chúng ta đang ở giữa những căng thẳng rất nghiêm trọng giữa các quốc gia phương Tây và Nga về Ukraine, cũng như giữa Mỹ và Trung Quốc liên quan đến quyền bá chủ toàn cầu. Chuyển sang nội dung tâm điểm thế giới, hướng về những hành động mới nhất của một thành viên vừa gia nhập NATO, đó là Thụy Điển. Theo một quan chức quân sự cấp cao nước này, xã hội dân sự Thụy Điển phải chuẩn bị lên kế hoạch để tự bảo vệ mình trong một cuộc chiến tiềm tàng với Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Carl Oskar Bolin nói với tờ Washington Examiner, không có gì cho thấy Nga đang đi chệch quỹ đạo nhằm muốn tránh một cuộc đối đầu với NATO. Do đó, chúng ta cần phải chuẩn bị một chiến lược phù hợp.
Và đó là lý do tại sao Thụy Điển tất nhiên là một trong những nước ủng hộ Ukraine nhiệt tình nhất, nhưng cũng đảm bảo rằng chúng ta có thể tự bảo vệ mình và tự giải quyết các công việc của mình. Thụy Điển với tư cách là thành viên mới nhất của NATO được hưởng sự che chở từ chiếc ô hạt nhân của Mỹ. Những gì đang xảy ra với Ukraine có ý nghĩa rất lớn đối với ông Bolin, Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển đầu tiên kể từ thời Thế chiến thứ hai, người tin rằng khả năng phục hồi của xã hội dân sự Ukraine đã tạo điều kiện cho đất nước này kháng cự mạnh mẽ trước cuộc tấn công của Nga. Ông nói trong một cuộc phỏng vấn rằng Nga đang đặt cược vào việc cố gắng phá vỡ xương sống của Ukraine bằng cách tấn công các cơ sở chăm sóc sức khỏe và hạ tầng năng lượng. Nhưng đến nay, họ vẫn chưa đạt được mục tiêu vì Ukraine đã xây dựng một xã hội kiên cường, vững mạnh. Và tôi nghĩ đó là một thông điệp cho Thụy Điển. Vào năm 2018, các quan chức Thụy Điển đã phân phát một tập tài liệu có tựa đề Nếu chiến tranh xảy ra, trong đó kêu gọi các hộ gia đình dự trữ thực phẩm không dễ hỏng, có thể chế biến nhanh chóng, cần ít nước hoặc có thể ăn mà không cần nấu nướng, chẳng hạn như đậu lăng nấu sẵn và cá thu đóng hộp. Ông Bolin nói trong bài phát biểu hồi tháng Giêng rằng, viễn cảnh xảy ra chiến tranh ở Thụy Điển không phải chỉ để suy ngẫm hay không phải là một bài tập lý thuyết, nhận thức này phải được chuyển thành hành động thực tế. Bài phát biểu đó đã gửi tín hiệu cho các quan chức và lãnh đạo trong chính phủ và xã hội Thụy Điển cần phải bắt đầu kế hoạch dự phòng, từ lĩnh vực năng lượng đến dịch vụ tài chính, dịch vụ cứu hộ, nhằm phòng thủ toàn diện đất nước, giống như việc tạo ra một thế trận giống như cơ chế của một con nhím. Chuyên mục Thế giới kỳ thú sáng nay sẽ nói đến một thành tựu mới trong lĩnh vực môi trường. Trong tuần qua, nhà máy hút khí ô nhiễm ra khỏi bầu khí quyển lớn nhất thế giới, được thiết kế giống như một chiếc máy hút bụi khổng lồ, đã bắt đầu hoạt động ở Iceland. Nhà máy có tên là Mammoth là thành tựu thứ hai do công ty Glamworks của Thụy Sĩ chế tạo và lớn hơn 10 lần so với nhà máy tiền nhiệm Orca bắt đầu hoạt động vào năm 2021. Công nghệ hút khí trực tiếp hay DAC là công nghệ được thiết kế để hút không khí và loại bỏ carbon bằng cách sử dụng hóa chất. Sau đó, carbon có thể được bơm sâu xuống lòng đất để tái sử dụng hoặc chuyển hóa thành các vật thể rắn. Glamworks có kế hoạch vận chuyển carbon sau khi chuyển hóa thành đá dưới lòng đất đến một nơi nào đó để cô lập chúng vĩnh viễn. Các giải pháp khí hậu thế hệ mới như DAC đang thu hút được nhiều sự chú ý hơn từ các chính phủ và ngành công nghiệp tư nhân khi con người tiếp tục đốt nhiên liệu hóa thạch gây ô nhiễm môi trường. Nồng độ carbon dioxide làm nóng hành tinh trong khí quyển đã đạt mức cao kỷ lục vào năm 2023. Khi hành tinh tiếp tục nóng lên, với những hậu quả tàn khốc đối với con người và thiên nhiên, nhiều nhà khoa học cho rằng thế giới cần tìm cách loại bỏ carbon khỏi khí quyển bên cạnh việc cắt giảm nhanh chóng nhiên liệu hóa thạch. Glamworks bắt đầu xây dựng Mammoth vào tháng 6 năm 2022. Nhà máy có thiết kế module với không gian chứa 72 hộp thu gom khí, có thể xếp chồng lên nhau và di chuyển dễ dàng. Theo Glamworks, Mammoth có thể hút tối đa 36.000 tấn carbon từ khí quyển mỗi năm, tương đương với số lượng khí carbon thải ra bởi 7.800 ô tô chạy bằng xăng trong một năm. Glamworks cho biết chi phí cho mỗi tấn carbon được loại bỏ là gần $1,000 một tấn. Công ty cho biết một khi tăng quy mô nhà máy thì chi phí sẽ giảm còn $300 đến $350 một tấn vào năm 2030 và giảm tiếp xuống $100 một tấn vào khoảng 2050. Stuart Hasseday, giáo sư về thu hồi và lưu trữ carbon tại Đại học Edinburgh cho biết nhà máy này là một bước quan trọng trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, ông cảnh báo đó vẫn chỉ là một phần rất nhỏ so với những gì cần phải làm. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, tất cả các thiết bị loại bỏ carbon trên thế giới chỉ có khả năng loại bỏ khoảng 0,01 triệu tấn carbon mỗi năm, thấp hơn rất nhiều so với mức 70 triệu tấn mỗi năm cần phải loại bỏ vào năm 2030 để đáp ứng các mục tiêu về khí hậu toàn cầu. Hiện đã có nhiều nhà máy DAC lớn hơn đang được các công ty khác thực hiện. Ví dụ như nhà máy Stratos hiện đang được xây dựng ở Texas, được thiết kế để loại bỏ 500.000 tấn carbon mỗi năm. Mở đầu phần tin trong nước sáng nay, mời quý vị xem những hình ảnh tranh tài nảy lửa của hội thi nghiệp vụ Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy năm 2024, lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11 tháng 5. Đây là sân chơi dành cho các hộ gia đình hay nhóm dân cư để giao lưu và nâng cao kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
22 đội tuyển dự thi đến từ 21 quận huyện và thành phố Thủ Đức. Sau buổi thi lý thuyết ngày 10 tháng 5, các đội thi thực hành tại Trung tâm Hành chính thành phố Thủ Đức vào sáng thứ Bảy vừa qua. Trong phần thi thực hành, mỗi lượt thi đấu có 2 đội tranh tài, mỗi đội gồm 8 thành viên. Bài thi lần lượt gồm quy trình các đội chạy đến khu vực đặt bình chữa cháy và mặt nạ phòng độc để lấy trang thiết bị. Sau đó tiếp cận căn nhà mô phỏng loại hình nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh để phá khóa, giải cứu nạn nhân, đưa tài sản ra ngoài. Sau thời gian diễn ra sôi nổi, quyết liệt, đội tuyển Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh đã đạt thành tích xuất sắc, dẫn đầu toàn đoàn và sẽ đại diện thành phố Hồ Chí Minh tham dự vòng thi cấp khu vực Đông Nam Bộ tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Phát biểu tại buổi thi, ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thời gian qua, trên địa bàn cả nước nói chung và thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra nhiều vụ cháy, nổ, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Tính trong quý 1 năm 2024, thành phố Hồ Chí Minh xảy ra 186 vụ cháy, làm 10 người chết, 3 người bị thương, thiệt hại khoảng 2,4 tỷ đồng. Do đó, việc xây dựng mô hình Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy nhằm tăng cường sự phối hợp giữa các hộ gia đình, nhà dân, nhà sản xuất để tạo ra mạng lưới an toàn chung cùng phòng cháy chữa cháy hiệu quả. Thưa quý vị, trước đây, để đến được địa danh Côn Đảo Linh Thiêng, người dân sẽ phải di chuyển bằng máy bay từ thành phố Hồ Chí Minh, bằng tàu cao tốc từ tỉnh Sóc Trăng hoặc bằng tàu biển từ thành phố Vũng Tàu, với thời gian di chuyển khá dài. Nhưng giờ đây, công ty cổ phần tàu cao tốc Phú Quốc cho biết, từ ngày 13 tháng 5, doanh nghiệp sẽ đưa vào hoạt động tuyến vận chuyển hành khách cố định từ thành phố Hồ Chí Minh ra Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và ngược lại trên siêu tàu Thăng Long. Mức vé ban đầu là từ 615.000 đồng đến 1,1 triệu đồng một lượt, tùy theo đối tượng hành khách, hạng vé và thời điểm xuất phát. Mức vé này thấp hơn vé máy bay cùng tuyến. Từ thành phố Hồ Chí Minh, tàu sẽ xuất phát từ cảng Sài Gòn Hiệp Phước, huyện Nhà Bè. Để thuận tiện cho hành khách, trước mắt, công ty cổ phần tàu cao tốc Phú Quốc sẽ bố trí xe trung chuyển đón khách từ công viên 23 tháng 9, quận 1, khởi hành vào lúc 5 giờ đến 5 giờ 20 phút để đi đến cảng Sài Gòn Hiệp Phước. Hoặc hành khách có thể đến bến tàu Bạch Đằng, quận 1 để đi buýt sông đến cảng Hiệp Phước. Lịch tàu từ thành phố Hồ Chí Minh đi Côn Đảo hiện nay là 3 chuyến một tuần cách ngày, khởi hành lúc 7 giờ sáng từ cảng Sài Gòn Hiệp Phước và từ Côn Đảo về thành phố Hồ Chí Minh lúc 13 giờ từ cảng Bến Đầm. Thời gian di chuyển mỗi chiều dự kiến là hơn 4 giờ. Hiện tại, vé đã được mở bán tại tất cả đại lý và phòng vé thuộc hệ thống và bán trên website của công ty cổ phần tàu cao tốc Phú Quốc. Siêu tàu Thăng Long có sức chứa lên đến 1.000 khách. Tàu có các trang thiết bị hiện đại, đảm bảo tiêu chuẩn cao nhất của hệ thống an toàn tàu biển trên thế giới, vận tốc lên tới 35 hải lý một giờ. Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh nhận định, tuyến tàu này giúp tăng cường liên kết vùng về giao thông, du lịch với tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đồng thời góp phần giảm áp lực quá tải hàng không đi Côn Đảo suốt những năm qua. Liên quan đến các tin tức an ninh trật tự xã hội, tuần qua trên mạng xã hội rộ lên đoạn video ghi lại tình huống một người phụ nữ bị lực lượng chức năng xử phạt giao thông. Cụ thể, người phụ nữ bị tổ công tác của công an thành phố Phan Thiết mời làm việc về lỗi đậu xe ở nơi có biển báo cấm đỗ. Nữ tài xế đã nói người điều khiển là chồng mình, trong đó chị này liên tục lặp lại câu chồng đang họp tỉnh ủy. Hơn nữa, người phụ nữ còn liên tục quay video và dọa sẽ đăng lên nhóm chủ tịch địa phương. Trong quá trình làm việc, cho rằng lực lượng chức năng gây khó dễ, người phụ nữ còn gọi tên một tổng biên tập báo địa phương và đòi gọi nhà báo tới đây làm việc. Khi thấy lực lượng công an kiên quyết xử phạt, người phụ nữ này phân bua là ngày thường có rất nhiều xe đậu như vậy nhưng vì sao lại không bắt và cho rằng lực lượng chức năng làm việc không công bằng, không chính trực. Sau đó, người phụ nữ bỏ đi vào quán cà phê gần đó câu giờ hơn một tiếng đồng hồ mới ra làm việc với công an. Cuối cùng, người này phải thừa nhận mình là tài xế điều khiển chiếc xe đỗ ở nơi có biển cấm đỗ. Vụ việc được xác định xảy ra trong chiều mùng 10 tháng 5 trên đường Tuyên Quang, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Đến ngày 11 tháng 5, theo nguồn tin của báo Thanh Niên, công an thành phố Phan Thiết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với nữ tài xế với số tiền 900.000 đồng do vi phạm lỗi đậu ô tô ở nơi có biển báo cấm đỗ.
Hôm qua, mạng xã hội cũng xôn xao bài đăng tìm thông tin tài xế taxi chặt chém khách Tây ở Hà Nội. Theo đó, bài đăng phản ánh một tài xế taxi thu 500.000 đồng của khách nước ngoài đi từ đường Trần Nhật Duật về phố Chợ Gạo Hà Nội. Sau đó, do khách để quên hộ chiếu trên xe, tài xế này mang trả và đòi thêm 500.000 đồng. Trao đổi với phóng viên Dân Trí, bà M, quốc tịch Pháp cho biết, đây là lần đầu tiên vợ chồng bà đến Việt Nam. Cả hai đã đến Việt Nam khoảng một tuần trước và đi du lịch Ninh Bình, Sapa và trở lại Hà Nội. Đêm 11 tháng 5, hai người đi xe khách từ Sapa về đến văn phòng nhà xe tại số 114 đường Trần Nhật Duật, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tại đây, họ bắt một chiếc taxi vãng lai để tới số 9 Chợ Gạo. Theo lời kể của nữ du khách Pháp, khi đến nơi, tài xế khóa cửa xe và đề nghị vợ chồng du khách trả 500.000 đồng mới được xuống xe. Trên thực tế, quãng đường từ 114 Trần Nhật Duật tới số 9 Chợ Gạo chưa đầy 200 mét. Khi tài xế rời đi, người chồng phát hiện quên ví và hộ chiếu. Tài xế taxi quay trả lại tài sản và đòi thêm 500.000 đồng. Chúng tôi phải trả thêm tiền để nhận lại tài sản. Vợ chồng tôi rất bức xúc, gửi hình ảnh taxi, tài xế và thuật lại sự việc nhờ hướng dẫn viên phản ánh thông tin đến cơ quan chức năng. Và bà Mơ cho biết thêm, sự việc đã gây ảnh hưởng tâm lý tới vợ chồng bà. Anh S, người đăng tải thông tin, đồng thời là hướng dẫn viên du lịch phụ trách đón hai du khách nói trên, cho biết đã liên hệ số điện thoại tổng đài dán trên xe taxi, nhưng đơn vị này nói chiếc xe đã bị cắt hợp đồng. Chiếc xe này gắn biển một hãng xe công nghệ nhưng lại dán số điện thoại của hãng taxi sao thủ đô ở Hà Nội. Hiện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm cho biết công an quận đang xác minh làm rõ sự việc. Báo Thanh Niên đưa tin, thời điểm bước vào hè, rất nhiều người dân ở miền núi Quảng Trị đổ xô đi nhặt xác ve sầu. Ngày 12 tháng 5, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, ông Nguyễn Văn Thủy cho biết, trong khoảng chục ngày qua, trên địa bàn có tình trạng người dân đổ xô đi nhặt xác ve sầu bán với giá trị cao, có thời điểm giá bán lên tới 2 triệu đồng 1 kg. Theo ông Thủy, tình trạng này không phải năm nay mới diễn ra, nhưng lần này người dân đi theo đoàn rầm rộ hơn. Chính quyền địa phương, ngành chức năng cho rằng có sự không bình thường, không nắm rõ vì sao diễn ra và không biết xác ve sầu bán làm gì, đưa đi đâu. Không chỉ ở xã Hướng Tân mà tại các xã Húc, Hướng Linh, thị trấn Khe Sanh cũng có rất đông người dân vào vườn cà phê, vườn cây trái để lùng sục nhặt xác ve. Theo người dân địa phương, vài năm trước cũng đã có các thương lái đến vùng này để thu mua xác ve sầu, nhưng năm nay mặt hàng lạ này được thu mua với giá cao đột biến gấp nhiều lần. Do đó, số người đổ xô đi nhặt rất nhiều. Theo ghi nhận của báo Thanh Niên, nhiều điểm thu mua xác ve sầu mọc lên ở dọc đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 9. Bên cạnh đó, một số thương lái vào tận các thôn bản của vùng núi Quảng Trị để thu mua, giá dao động mỗi ngày. Đáng chú ý, chính những người đi thu mua này cũng không biết xác ve sầu để làm gì, mang đi đâu và vì sao giá cao. Họ chỉ là những trung gian thu gom rồi bỏ lại cho thương lái, chỉ biết xuất đi nước ngoài. Trưa 12 tháng 5, ông Hoàng Đình Bình, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị xác nhận tình trạng có thương lái thu mua xác ve sầu trên địa bàn với giá 2 triệu đồng 1 kg. Theo ông Bình, việc này hiện không ảnh hưởng gì đến hoạt động sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. Ông nói, con ve sầu lột xác và để lại cái vỏ không gây hại hay có lợi ích gì cho nông nghiệp. Người ta thu mua cái đó chứ không thu mua con ve sầu. Tiếp theo cũng là một hiện tượng bất thường. Theo phóng viên báo Giao thông ghi nhận sáng 12 tháng 5, tại ấp Tà Ân A1, xã Thuận Hưng, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng, có rất đông người, chủ yếu là người ở các địa phương ngoài tỉnh Sóc Trăng như An Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, đã đổ xô tập trung ở một cánh đồng lúa nằm cách khu dân cư khoảng 100 mét để xem một hố nước sôi. Tại miệng hố, nếu dùng bật lửa đốt sẽ bốc cháy ở ngay trên mặt đất dù không có vật đốt như cây cỏ, củi hay giấy. Ông Lý Thorn, chủ khu ruộng, không ngạc nhiên về hiện tượng này. Ông nói, năm 2002, nhà tôi ở trên đám ruộng này. Năm đó, tôi kêu thợ khoan giếng để lấy nước sử dụng, thì phát hiện có khí bốc lên, có thể đốt cháy. Thấy vậy, tôi dựng bếp ở đó để tiện nấu ăn trong nhà. Đến năm 2006, tôi rời nhà vào bên trong và lấp giếng khoan lại, sau đó làm lúa bình thường trên cánh đồng. Gần đây, bỗng có người phát hiện có khí đốt cháy, quay phim đưa lên mạng xã hội, nên nhiều người đã đổ đến xem. Có người còn mang cả trái cây, nhang đến cúng bái nữa. Tôi khẳng định chuyện giếng đốt cháy là có thật, có từ 22 năm trước chứ không phải mới đây.
Gia đình tôi cũng dùng để nấu nướng bình thường chứ không có gì huyền bí cả, chủ ruộng nói. Bà Châu Thị Muỗi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thuận Hưng, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng cho biết, bà con địa phương đã biết từ lâu và xem đây là chuyện bình thường. Còn anh Trần Văn Kỳ, người dân địa phương cho biết, mấy chục năm nay bà con ai cũng biết chuyện này nên không có gì kỳ bí cả. Này có mấy người ở nơi khác đến quay đăng lên mạng xã hội, gây xôn xao, khiến nhiều người đổ đến xem, gây ồn ào, làm mất an ninh trật tự. Bà con xung quanh cũng rất phiền phức khi có tiếng xe chạy, tiếng chó sủa râm ran khi có người ra vào. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng đã cử cán bộ chuyên môn đến khảo sát và bước đầu nhận định hố giếng cháy có thể là do khí mê tan. Cán bộ sở này nói, chúng tôi khuyến cáo người dân không vì tò mò mà đến gần, thò tay xuống giếng, châm lửa đốt để tránh xảy ra hậu quả khó lường. Ông Nguyễn Thanh Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Tú cũng cho biết, địa phương đã khảo sát và sẽ cho lập hàng rào khoanh vùng, cảnh báo người dân vào gần vị trí giếng khoan để tránh gây nguy hiểm. Mời quý vị tiếp tục theo dõi bản tin với chuyên mục Chuyển động sáng nay. Gen Z, thế hệ sinh từ năm 1995 đến năm 2012, với sự thông minh, nỗ lực, cần thích ứng linh hoạt trước sự biến động của tình hình. Đó là một trong các nội dung được Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tại lễ khai mạc Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh sinh viên lần thứ 6, tổ chức sáng 12 tháng 5 tại Trường Đại học Cần Thơ. Trong bài phát biểu, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo là động lực, nguồn lực quan trọng trong sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia. Muốn có khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo thì phải có người làm điều đó. Khởi nghiệp cần sự đam mê, quyết tâm, lòng kiên trì và sự dũng cảm vượt qua chông gai, thử thách để hướng tới thành công. Cũng vì thế, Thủ tướng nhấn mạnh vai trò của thế hệ Gen Z. Người đứng đầu chính phủ đặt ra yêu cầu, cần tạo động lực, truyền cảm hứng để thế hệ trẻ Gen Z sống một cuộc sống tràn đầy đam mê, hoài bão, khát vọng vươn lên, ý chí lập thân, lập nghiệp, sáng tạo của khối óc, tình cảm yêu nước nồng nàn, nuôi dưỡng ý tưởng, thổi bùng đam mê, đương đầu thách thức, chấp nhận rủi ro và lập nghiệp thành công. Ông lấy dẫn chứng từ việc có nhiều học sinh sinh viên Việt Nam đã đạt thành tích cao trong học tập, nghiên cứu khoa học ở trong lẫn ngoài nước và được tuyển dụng làm việc tại các tập đoàn công ty công nghệ lớn của thế giới như Facebook, SpaceX, Google, Quora. Trước những thành tựu đột phá liên tục về khoa học công nghệ trên thế giới, đây vừa là thách thức song cũng là cơ hội. Thủ tướng hy vọng các bạn trẻ Việt Nam khai thác tốt tiềm năng khác biệt của mình. Người đứng đầu chính phủ lưu ý, muốn khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo thì phải chấp nhận rủi ro. Nhà nước sẽ có cơ chế đảm bảo rủi ro cho học sinh sinh viên, nhất là trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Không chỉ đặt kỳ vọng vào Gen Z, đưa ra những yêu cầu và khen ngợi kết quả đã đạt được, Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ rõ những hạn chế, bất cập. Điển hình là hệ sinh thái khởi nghiệp ở nước ta còn hạn chế, thiếu sự gắn kết. Chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đối với học sinh, sinh viên triển khai còn chậm. Nhiều thành tố của hệ sinh thái chưa thực sự đủ mạnh. Đội ngũ cán bộ tư vấn hỗ trợ khởi nghiệp còn ít kinh nghiệm và kỹ năng chuyên sâu. Bên cạnh đó, tâm lý ngại rủi ro vẫn còn trong cả đội ngũ cán bộ quản lý, các cơ sở giáo dục và đội ngũ chuyên gia. Sau 6 năm tổ chức, Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh sinh viên đã thực sự trở thành sân chơi trí tuệ, nơi hình thành các ý tưởng, nghiên cứu khoa học giá trị nhằm thúc đẩy khát vọng khởi nghiệp của giới trẻ. Đây cũng là môi trường thuận lợi để hỗ trợ học sinh sinh viên hình thành và thực hiện hóa các ý tưởng dự án khởi nghiệp, Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu. Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh sinh viên được tổ chức hàng năm từ năm 2018 đến nay, đặt mục tiêu hình thành ý tưởng, nghiên cứu khoa học giá trị nhằm thúc đẩy khát vọng khởi nghiệp của giới trẻ Việt Nam. Đam mê vẽ tranh, anh Phú Thịnh 30 tuổi và chị Thanh Phượng 26 tuổi không ngồi trước giá vẽ ở một căn phòng nghệ thuật hay trong một khung cảnh mơ mộng nào đó. Đôi bạn trẻ lại chọn cách rong ruổi khắp đường phố Sài Gòn tìm những người bán hàng rong để thay một tấm áo mới cho những bảng hiệu cũ kỹ của họ. Chúng tôi thích đi khắp thành phố, bỗng nhận ra có nhiều ông bà cô chú bán hàng rong với những gánh xe hàng xe đẩy cũ kỹ, đơn sơ, thậm chí tồi tàn. Vì vậy, chúng tôi muốn làm gì đó để giúp đỡ cho kế sinh nhai của họ một cách hữu ích và hiệu quả. Và ý tưởng vẽ bảng hiệu ra đời. Anh Phú Thịnh kể về khởi đầu của đôi bạn trẻ với báo VnExpress. Chị Thanh Phượng nói,
Tấm bảng hiệu khi được thiết kế, trình bày rõ ràng mà vẽ tay thế này thường tốn rất nhiều chi phí để làm, nên chúng tôi quyết định tự vẽ, tự trang trí lại gánh hàng, xe đẩy của người bán rong. Điều đặc biệt là mỗi hình ảnh sẽ được vẽ theo một cách riêng biệt, không đụng hàng, thể hiện nét đặc trưng của người bán rong trên phố với những ngôn từ và cách trang trí đầy cảm xúc. Không những trao tặng ý tưởng, hoa tay và thời gian của mình lên những bảng hiệu, toàn bộ kinh phí cũng do đôi bạn trẻ tự bỏ ra. Chị Thanh Phượng là người vẽ chính. Trong trường hợp những chiếc xe đẩy hay gánh hàng của ông bà cô chú lớn tuổi bị hư hỏng, anh Phú Thịnh sẽ ra tay sửa sang lại. Tụi mình chưa biết tương lai thế nào, nhưng vẫn sẽ cố gắng hết mình để đem lại những cái biển hiệu đẹp và dễ nhìn nhất cho các cô chú là đã vui lắm rồi, đôi bạn trẻ tâm sự. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Tin Sáng ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý vị đã giữ nhịp và đồng hành cùng với chúng tôi xuyên suốt bản tin. Và một lần nữa cảm ơn quý vị đã theo dõi. Thân mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ sau.